Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Ronaldo đá thế nào trong trận đầu tiên và cuối cùng Sporting MU Real Madrid? Trung vệ đội trưởng Chiellini cùng Juventus từng bị Ronaldo gieo sầu không ít trong quá khứ, đặc biệt là ở chung kết Champions League mùa 2016-2017. Bian Canary thua Real 4-1 với ngôi sao người Bồ Đào Nha lập một cú đúp. Chiellini chia sẻ trên Instagram: "Thật không may, Ronaldo đã ghi bàn rất nhiều vào lưới Juventus. May mắn thay, giờ đây anh ấy đã là đồng đội của tôi. Anh ấy là một đẳng cấp khác, bạn có thể thấy điều đó. Tôi nghĩ thật công bằng khi thừa nhận điều đó. Anh ấy đã cống hiến cho Juventus rất nhiều. Khi bạn có một nhà vô địch như vậy, thật xấu hổ nếu bạn không biết tận dụng tối đa." Cùng khám phá video Ronaldo đá thế nào trong trận đầu tiên và cuối cùng Sporting MU Real Madrid nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ đều có những nốt thăng trầm, đều có những con đường đích đến khác nhau, đều có những lựa chọn chung thủy, chinh phục tùy vào tính cách mỗi người, và cũng từ những yếu tố trên kết hợp với những dấu ấn từ tài năng của cầu thủ đó sẽ quyết định việc họ đi vào lòng của người hâm mộ theo cách nào. Và thực sự không dễ gì phai mờ được ký ức mà một cầu thủ đến với đội bóng cháy hết mình bằng tài năng và nhiệt huyết mà họ có được để cố gắng đem về mọi vinh quang, danh hiệu cho câu lạc bộ, đội nhà và cả niềm vui cho chính những người đang ngồi dõi theo ở góc khán đài. Không những thế, người hâm mộ cũng không thể quên ngày chứng kiến công thần ấy nói lời chia tay đội bóng trong sự tiếc nuối vô hạn của tất thảy. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc ấy của Cristiano Ronaldo qua video sau đây. Ngày 20 tháng 7 năm 2002, diễn ra trận đấu giữa Sporting Lisbon và PSG. Đây cũng là trận đấu chứng kiến một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai được đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trình làng. Không ai khác chính là Cristiano Ronaldo. Chàng trai 17 tuổi xuất hiện với vẻ ngoài khá ngố, với đầu tóc xoăn như những sợi mì và khuôn mặt non choẹt. Nhưng khả năng chơi bóng thì chẳng liên quan gì đến vẻ bề ngoài cả. Ronaldo sở hữu sự táo bạo, đột phá, kỹ thuật, nhưng thân hình mỏng cơm khiến chàng trai trẻ khi ấy bị những hậu vệ đối thủ cho ra rìa khá nhiều. Chắc hẳn đây sẽ là động lực cho CR7 cần cù tập luyện để có một thể hình lý tưởng như sau này. Khi một cánh cửa đóng lại thì cũng sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Sporting Lisbon và MU ở trận giao hữu ngày 6 tháng 8 năm 2003 trên sân Jose Avalet đã vén được bức màn che phủ Ronaldo bấy lâu nay. Cú đúp kiến tạo của cậu nhóc 18 tuổi đã giúp câu lạc bộ của Bồ Đào Nha đánh bại Quỷ Đỏ với dàn hảo thủ máu mặt của bóng đá thế giới khi đó bằng tỷ số 3-1. Và đây cũng là nguyên nhân các cổ động viên của Sporting Lisbon không còn được chứng kiến Ronaldo chơi bóng ở quê nhà nữa, mà chỉ có thể dõi theo từng bước chạy của anh ở mặt cỏ Premier League trong màu áo của chính đối thủ anh đánh bại hôm ấy là MU.
ngày 16 tháng 8 năm 2003 là ngày cậu nhóc quê mùa ở Bồ Đào Nha ra sân lần đầu tiên trong màu áo ông lớn của nền bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh là Manchester United để đụng độ với câu lạc bộ Bolton khi vào sân thay cho Nicky Butt với vô vàn sự nghi ngờ của các cổ động viên khó tính của Quỷ Đỏ. Với khát khao cháy bỏng được chứng tỏ bản thân là số 1 và việc được tin tưởng trao chiếc áo số 7 truyền thống của câu lạc bộ, Ronaldo gạt phăng mọi ánh nhìn và suy nghĩ của người khác về mình. Anh chỉ việc tập trung chơi bóng hết mình và thổi lên hành lang cánh phải của MU một làn gió mới trong ngày khai trương của riêng mình. Trận chung kết Champions League ngày 27 tháng 5 năm 2009 chứng kiến cuộc chiến giữa MU và Barcelona trên sân vận động Olimpico Roma, Ý. Mặc dù cá nhân CR7 chơi không hề tồi trong ngày đụng độ gã khổng lồ xứ Catalonia với hàng loạt pha đi bóng đột biến và đặc biệt là cú sút phạt gây khó dễ cho thủ thành đối phương, nhưng cuối cùng Quỷ Đỏ của Ronaldo vẫn phải muối mặt nhìn Barca đăng quang chiếc cúp C1 danh giá khi giành chiến thắng 2-0 chung cuộc. Còn với cầu thủ sinh năm 1985 khi ấy, anh hiểu rằng mình đang ở độ chín sự nghiệp và cần một bến đỗ mới có đủ tiềm lực để đưa anh trở thành cầu thủ số 1 thế giới trong thời gian dài. Và rời đi là lựa chọn của Ronaldo. Ngày 20 tháng 7 năm 2009, Cristiano Ronaldo ra mắt Real trong sự chờ đợi của hàng vạn khán giả khi đó với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới với bản hợp đồng 80 triệu bảng, chủ nhân quả bóng vàng 2008 và hôm ấy là trận đấu giao hữu trước mùa giải của kèn kèn trắng trên sân nhà của Shamrock Rovers. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng chơi ép sân đối thủ. Cá nhân Ronaldo với chiếc áo số 9 vẫn thể hiện được kỹ thuật thượng thừa cùng những pha leo biên tạo nên tên tuổi của anh. Trận đấu kết thúc với tính chất của trận giao hữu khi Real thắng nhẹ đội bóng đến từ Ireland với tỷ số 1-0. Khi những mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez dâng cao cùng với bản tính thích thử thách bản thân, ngày 26 tháng 5 năm 2018, Ronaldo chơi trận cuối cùng trong màu áo Real và cũng là chung kết C1 giữa kèn kèn trắng và Liverpool ở Ukraine. Mặc dù CR7 và các đồng đội đã chơi xuất sắc ở những phút cuối cùng để hạ gục lữ đoàn đỏ với tỷ số 3-1 chung cuộc và có lần thứ 3 liên tiếp bước lên bục cao nhất của giải đấu hàng đầu châu Âu. Song đây cũng là lần cuối cùng các Madridista được chứng kiến siêu sao người Bồ cống hiến cho Los Blancos khi anh bỏ lại ngày tháng huy hoàng ở Real sau 9 năm gắn bó để đến với Juventus tìm kiếm thử thách mới ở tuổi 33.
Ronaldo đã tạo nên cơn địa chấn khi đến Juventus thêm một bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro. Ngày 12 tháng 8 năm 2018, CR7 có màn ra mắt bà đầm già qua trận đấu giữa đội 1 Juve và Juventus B. Đối với các cầu thủ trẻ của đội bóng thành Turin thì đây là cơ hội lớn để cọ sát với những người đàn anh dày dặn kinh nghiệm trận mạc, cũng như là cơ hội để thể hiện những phẩm chất của bản thân và thu hút sự chú ý vị thuyền trưởng của Juventus cho sự thăng tiến trong tương lai. Còn với Ronaldo và các đồng đội ở đội 1 thì đây là dịp rất thích hợp để họ phô diễn kỹ thuật cá nhân cũng như dạy cho các sao mai một bài học về cách chơi bóng ở đẳng cấp cao. Các bạn vừa xem qua những trận đấu đầu tiên và cuối cùng của Ronaldo ở các câu lạc bộ mà anh từng kinh qua. Hãy để lại cảm nghĩ về trận đấu bạn yêu thích nhất cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.